Yến chào anh em ha. Trước mắt anh em đây là một em đẩy Yamaha này. Đó, có model là B70. Anh em tham khảo cái thông số B70 ha. Nếu mà yêu thích thì liên lạc nha anh em. Phía dưới con đẩy Yamaha là có một cặp tép C3 của Tech. Đây là hàng này được giới anh em, các anh em đánh giá cao. Tech C3. Đó. Có một chiếc vu thì V7 bình thường, nhưng mà có một cái đèn vu nó một bên nó không có sáng, có thể nó bị cháy cái bóng nó chẳng hạn. Đấy, cái đó cũng đơn giản, anh em thay cái bóng. Còn chiếc chiếc phía dưới này là nó mới hơn, chiếc này hoàn hảo, xuất sắc luôn. Tech C3 có hai chiếc đấy nha, đẩy Yamaha B70 một chiếc. Rồi, qua đây có một chiếc tép Tech Cam này 202M Mark 3 này. Chiếc này dây nguồn bị cắt sát nên đã nối rồi ha. Này nó có hai cửa băng. Tech Cam này thì thu phát thì tuyệt vời. Anh em cái này test là hoạt động sống ha, play hát, nhưng mà anh em về kiểm tra lại cái dây Gura hay là căn chỉnh lại dây Gura với căn chỉnh lại để tua tới tua lui á. Đó là chiếc Tech Cam 202 Mark 3. Phía dưới nó có cái chiếc lọc Equalizer này. Victor này. Victor này 2, 4, 6, 7, 7 cân gạt. Victor model này MCB105 nha. Nó hơi tối nha. Đây nét này. Đó, model nó đó nè. Đó, Victor ha. Victor. Đây có con Tech 2003 này. Tech 2003 hàng bãi anh em nhé. Tech 2003 này là được đánh giá là con bộ rẻ. Đó. Anh em yêu mến thì liên lạc ha. Thêm cái tép Sony nha. Tép Sony hai bên hai hồi gỗ này. Mặt ánh vàng vàng. Đó. Chiếc này kiểm tra rồi, phát ok. Đó. Nhìn mặt mũi sáng sủa ha. Này model của nó là TC186SD anh em ha. Đó. Có hai đèn vu. Bật lên nhìn đẹp phết. Đó, hai bên hai hồi gỗ. Rồi anh em yêu mến thì chụp lại cái màn hình, tra lại cái model với liên lạc anh em mình giao lưu ha. Rồi cảm ơn anh em ha.